Bắt con gà rồi lên đốc ngà rồi mà hôm qua bừng rồi nó đau rồi đang đánh đánh đâu tính kia. Hello cả nhà. Nào, nó ngủ đi đâu? Thì đi xin ăn. Để dưỡng gặp Kim Lý chứ. Gặp Kim Lý. Thấy chưa? Rồi. Hay quá nè. Không thiếu quá. Bê vô tương tác bê. Rồi chị mà không có bê là ăn cóm bê hẹn. Cũng ngay bắt được cơm á. Chăm miệng. Hello cả nhà nha. Chia sẻ sao bê nhỉ? Hello cả nhà nha. Da cá vô cô nha cả nhà. Mời mời con gái của Suida. Hello cả nhà nha. À, hôm nay có da cá vô cô như cả nhà. Da cá da cô à chưa chưa đi đi đi. Hello cả nhà nha. Hello cả nhà nha. Nên là trời nắng luôn. Hôm nay trời nắng chơi. Mẹ tôi đi tìm gì. Hello cả nhà nha. Ai xem like cho em xin vài chấm đi nào. Hôm nay em lên em. Wow, xinh gái thế. Ai mà xinh gái thế. Wow, mẹ lên cái lớp này là chẳng có bị nổ tung mấy. Làm gì mà nổ chung? Nhìn chung là cái nổ này nè. À, cái mặt có nổ chung lên á hả? Đúng rồi, chứ cái hả nhìn nhớ. Hả là hả hoàng mà cứ chết. Cái mặt này mẹ ngày đẹp đi mấy con. Đẹp xinh ra. Cái mặt mẹ cả đây nè. Hào chưa? Trắng xoái luôn. Trắng. Thì cái mặt mà nhìn qua đây đi hả? Hello cả nhà nha, ai đang xem live cho em xin vài chấm đi. Không, xin một chấm. À, xin một chấm cũng được hả con? Xin một chấm cũng được mà. À. Vài chấm như một chút cũng được. Vài chấm mày cũng cho, mày cũng cho. Được rồi, mẹ xin. Đi hút miệng má luôn ăn này. Lý này. Ờ. Thầu bê. Ăn ngon lắm. À hello chị Thu Thảo nè. Hello cả nhà nè. Hello cả nhà nè. Hello bạn Thu Thảo nè. Qua wow, mọi người ơi, có nhiều người thật ở nhà. Mọi người ơi, sao mọi người đến nhanh thế, đến sớm nữa. Mày thấy tôi xinh gái không? Mày thấy tôi xinh gái không? Rồi mẹ tôi xin. Hello chị Vân Thanh nha. Hello cả nhà nha. À, mình chọn lựa cái hình đó ở đâu vậy? Cái gì mấy bộ da cá đi. Da cá của Yoko nha. Trời mùa lạnh sắp tới mà cho chị cái bóng đèn lên cho nó sáng tí đi. Đừng có sáp cái bộ đó để cái cửa đó trèo lên muốn gã cái đít luôn á. Cái bộ da cá nha, da cá hàng của Yoko nha cả nhà, hàng của Yoko nha. Hàng của Yoko, cái này cái ri nó nằm ở đâu hẹn? Ờ, ri này đi. Ri này đọc dưới đi. Da cá hàng Yoko nha. Da cá hàng Yoko giá cực kỳ yêu thương cho cả nhà luôn.
giá cực kỳ yêu thương cho cả nhà luôn. Đây này con. Giá chỉ có 65k thôi. Trời ơi, có các chị có tin được không? Bộ đồ như thế này mà giá chỉ có 65k. 65k thôi nha cả nhà. Giá chỉ có 65k thôi. Cái quần nó đây, cái quần nó đây. Đây đây đây. Size nhí 18 giá 65k nha. Giá 65k nha cả nhà. 65k. 65k size 18 giá 65k nha. Dạ không có đại chị, này có nhí không à. Trời ơi, cái số phận của em năm nay nó gặp toàn nhí không, không có gặp đại chị. Còn cái đại nữa. Ri đại màu vàng hả? Cái này có cặp không? Có. Hình như cái này có cặp, này cho chị cái size nhí đi. Cái màu vàng này có cặp nè cả nhà ơi, cho chị size nhí của cái này đi. Đại của nó là 92 à. 90 mấy vậy, em tháo cái này ra con cái này. 65k nha. 65k nha, hàng của Yoko nha cả nhà. Yoko, Yoko 65k. Hello em Trịnh Thư. Hello Trịnh Thư nha. Yoko nha, Yoko. Giá chỉ có 65k thôi nha cả nhà. Giá cực kỳ rẻ và cực kỳ yêu thương, 65k. Nhìn đường kim mũi chỉ nè, đó, nhìn cái phong cách may nha, giá cực kỳ rẻ, 65-75, hàng này có cặp nha. 65-75. 65-75 nha. 65-75 nhí đại nha. Cuộc xây đại của nó như thế này nè. Nó đi dài cỡm như thế này nha. 65-75 màu vàng nha. Nó có ít đại lắm. Thực ra hàng này nó bán rớt lại, nó đưa cho mình xả thôi nha. Mà giá này xả là cực kỳ rẻ luôn các chị. Chỉ có 65 nhí và đại 75k nha. 65 nhí đại 75 nha. Giá 65 nhí đại 75. Nhí 65 đại 75 nha. Nhí 65 đại 75, hàng của Yoko nha. Yoko nhí 65 đại 75 nha. Nhí 65 đại 75. Màu vàng, màu xám. Nó rất là nhiều mã, nhiều mẫu. Tại vì nó rớt mỗi mã có vài ri thôi. Nên không có được, không có, có nhiều hàng như cả nhà. Nên em lên cái mã nào là nó có ri nào thì bán ri đó thôi nha. Cầm tới đâu thì tới bán ri đó thôi. Adidas. Các chị nhìn thấy đẹp chưa? Vừa in vừa sọc vừa túi. Vừa in nè, sọc nè, in sọc nè. Bé ơi, ghi cái số tài khoản chị lên đi em. Lấy cái điện thoại ghi đi cho chị, chị cọc rồi chị nhặt đơn. Ghi bên đi. Lấy cái điện thoại này im luôn. Đó là điện thoại em. Em thì chị còn đăng lên cái tiếp tục nha. Này hả? 0305. Đó, lấy cái này nè. Không. Đưa cho đứng người ta. Hello em. Đây là cái trang. Cái này là trang. Trang phong tay nè. Nhí nha, nhí xám. Nhí xám da cá, nhí xám giá 65k, hàng của Yoko nha. Da cá nhí xám giá 65k, hàng của Yoko nha. Bé trai Yoko nha, giá 65k nha. Giá 65 Yoko nha. Yoko nha. Hàng thương hiệu Yoko nha cả nhà. Giá chỉ có 65k thôi. Được chưa em? Em có ghi số tài khoản của em lên rồi đó chị. Rồi, chị chốt cái gì chị báo em đi, rồi cọc sau cũng được nha, cọc đi rồi chốt cho em. Đây. Hello cả nhà nha, xám nhí 65 nha, tiếp tục màu đi em. Một ri của nó như thế này nha cả nhà. Hàng phom to vải đẹp như thế này nha. Hàng phom to vải đẹp như thế này nha. Rồi tiếp tục nhí 2 màu xanh nha, màu xanh phối với quần đen như thế này nha. Nhí giá chỉ có 65k nha, xây nhí nha.
xây 18 hàng của Yoko nha, nhí giá 65k nha. Phối với quần đen như thế này hà, một ri hàng của nó như thế này nha. Da cá bây giờ mà chỉ 665 là hàng cực kỳ rẻ nha. Hàng cực kỳ rẻ nha cả nhà, giá chỉ có 65k thôi nha. Màu xanh một nha, màu xanh một, đưa tiếp tục cái bộ lên luôn đi em. Mỗi màu một ri thôi nha, mỗi mã em chỉ có một ri thôi cả nhà ơi. Màu xanh lá hàng Yoko nha cả nhà, hàng Yoko nha cả nhà. Hàng của Yoko nha, chị Gắm ơi, nhặt hàng gì báo em nha. 65k nha, xanh lá 65 hàng da cá của Yoko, xanh lá 65k nha. Yoko xanh lá 65 nha, xanh lá 65. Tiếp tục màu đỏ, đỏ nha, xây 10 hả em, xây 10 là xây đại hay xây nhí đây? À, nó còn cái đó. Dạ hả? Kêu anh là bọn. À, nhí hả? Có một cái xây đại. Em cỡ, em đang chờ đại. Đại thì có màu vàng, nó có cặp thôi nha. Yoko màu đỏ nha, màu đỏ 65 nha, màu đỏ nha. Đỏ, đỏ 65 nha. Xanh lá 65, đỏ 65. Cái này có đại hả? Cái này ri đại nha, 75k nha. Đại có một mã đại duy nhất. Ai nhanh tay nhặt cho em với nè, 75k nè. Một ri đại duy nhất 75k nè. 75k nha, hàng phối cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò nha. Đỏ xay sao ạ? Đỏ là xay nhí nha. Đỏ là xay nhí. Còn cái này là đại nè, đại, một xay đại 75k nha, da cá Yoko nha, da cá Yoko nha. Da cá Yoko nha cả nhà. Một giá chỉ có 75k thôi nha, đại 75, đại màu xanh 75k nha. Màu đỏ Yoko nha. Hello Diệu Hiệp nha. Yoko đỏ nha. Yoko đỏ 65k da cá nha, hàng của Yoko nha, hàng thương hiệu xịn sò, đường kim mũi chỉ xịn sò nha. Bao tay, bao chân nha, bao áo nha, giá si có 65k thôi. Chào chị Khánh Hiền. Cái ri đó là sao em? Màu nhí, nhí xanh lá 65 nha, nhí xanh lá 65k. 65k nhí xanh lá nha. Nhí xanh lá 65k. Xám 65 nha. Cái hàng, một ri hàng của nó xịn sò lắm cả nhà ơi. Một ri hàng của Yoko xịn sò lắm. Đỏ cho chị Gắm, cảm ơn chị Gắm nhiều nha. Một ri đỏ cho chị Gắm. Xám 65k nha. Xám Yoko giá chỉ có 65k thôi nha cả nhà. Xám Yoko một ri xanh lá có 65k thôi nha. 65k màu xám nha. Một ri hàng to đùng, mẫu gì á em? Dạ, hàng da cá nha chị. Hàng da cá của, da cá bé trai nha. Hàng da cá bé trai nha. Cái size em đang cầm là size 1 nha, tầm khoảng 10 đến 12kg mặt nha. 65 màu xám đúng không chị Hương? 65 màu xám cho chị Nguyễn Hương. Cảm ơn chị nè. 65 màu xám cho chị Nguyễn Hương. Tiếp tục màu nào đây? Tiếp tục mã này. Tiếp tục màu xanh coban nha. Ai ghi xanh coban 65 là ghi xanh coban 65 nha. Xanh coban 65k nha. Xanh coban giá. Ngọc Kim Lý em hết đại rồi, còn có một đại, đại ít lắm, toàn bộ là nhí nha. Đại còn màu xanh là khác. Đại mã 1, ai lấy thì báo em. Chị Ngọc Kim Lý lấy cái mã đại nữa không? Đại 75 nha. Ok, mã này báo em Ngọc Kim Lý ơi, chị ơi. Chị Ngọc Kim Lý ok không? Đại 75 nha, đại 75k, đại 75 nè. Đại 75 nha. Mã này đài 75 ok thì báo em nha. Chị Ngọc Kim Lý ok thì báo em nha. Đài 75 chữ đây, đài 75 nha. Đài 75 nè, đài 75 ok thì báo em nha chị. Ai lấy mã đài 1 này thì báo em ghi đài 1 nha. Tiếp tục mã. Ok, rồi đài này cho chị Ngọc Kim Lý. Chị Ngọc Kim Lý mã đài nè em. Rồi, mã xanh coban. Rồi xanh coban. Đại chị Ngọc Kim Lý lấy rồi, còn nãy không lấy. Còn đại nào không?
Rồi còn cái này có cặp nè chị Gắm ơi, chị Gắm ơi có lấy cái cặp này không? Cặp này chị Gắm có lấy không? Cặp này chị Gắm có lấy không thì báo em nè. Cặp này chị Gắm có lấy em không? Cặp này vàng nay cặp, vàng nay cặp 76575, vàng nay cặp 6575, hàng của Yoko vàng. Vàng cặp nha, vàng cặp, ai lấy vàng cặp hay là vàng đại thì ghi vàng đại, mà vàng nhí ghi vàng nhí giúp em nha. Vàng đại cho chị Gắm bè. Vàng đại. Đây vàng đại cho chị Gắm rồi, cảm ơn chị Gắm luôn. Tiếp tục hồi nãy. Cái này còn một ri đại. Khánh Hiền còn vàng đại không? Kiểm tra kỹ đi. Một ri xanh đại, một ri xanh đại còn sót hết màu vàng rồi chị Khánh Hiền ơi. Mẫu đẹp là không có đại. Chị đây lấy mẫu này luôn nha. Gắm, chị Gắm ơi, Nguyễn Gắm ơi lấy luôn mày. Cái mã này nha. Này đôi mà đi mình kêu thiệt nha. À mã nãy chị hỏi mà hết nè, giờ có lấy thêm không? Hồi nãy lấy vàng rồi, bây giờ có lấy cái này không? Hay là sao? Mã này một ri đại nữa nha. Bây giờ có chị Khánh Hiền lấy vàng nhưng mà hết vàng. Đó, cái mã này size đại nha, size đại. Xanh đại chứ gì Gắm Nguyễn luôn. Rồi cảm ơn nha. Bỏ vô luôn đi em. Rồi tiếp tục. Ri này nguyên ri hay sao? Cái nào nguyên ri đưa đây, cái này nguyên ri hay sao? Nguyên ri đó. À, ok. Dạ rồi. Cái này chị Khánh Huyền mẫu ngoài đậm hơn. Chưa chị. Mẫu ngoài đậm hơn. Mẫu ngoài đậm hơn nha. Mẫu ngoài là đậm hơn á. Mẫu ngoài là đậm hơn nha. Rồi vàng nhí, xanh nhí. Mã này xanh nhí. Xanh nhí 2, 4, 6. Cái này riêng kia có 6 kế nè. Là nhí hay đại vậy? 2, 4, 6, 8 cái lên. Rồi tiếp tục nha. Có mấy cái này không có cái nào đại luôn rồi. Nhí toàn bộ luôn. Đây nha, em lên nha toàn nhí. Nhí vô cô nha, da cá vô cô giá chỉ có 65k thôi nha. Nhí cho chị Ngọc Kim Lý luôn nè. Mã này nhí cho chị Ngọc Kim Lý luôn nè. Rồi tiếp tục nha. Bây giờ bóc ri nào thì lên ri đó thôi nha cả nhà. Bóc ri nào thì lên ri đó thôi. Có đại không ạ? Đại em có vài ri hết rồi chị ơi. Tiếp tục màu vàng. Màu vàng bé gái nha. Đó là đại gì? Này. Màu vàng bé gái cô Ban có đại không? Dạ không chị. Màu vàng bé gái nhí nha. Vàng bé gái nhí. Vàng bé gái nhí nha. Vàng bé gái nhí. Bé gái nha. Màu đây màu vàng của bé gái. Mẫu của bé gái nhí 65k nha. 65k nhí nha. 65k nhí nha. Vàng nhí, vàng nhí nha cả nhà, vàng nhí nha. Rồi tiếp tục, màu xám của bé gái nhí nha, hàng của Yoko nha cả nhà, hàng của Yoko nha. Xám nhí, rồi tiếp tục, màu xanh, xanh coban nhí nha, xanh coban nhí, xanh coban nhí nha. Xanh cô ban nhí hàng của Yoko nha. Hàng đẹp lắm cả nhà ơi. Tát nè. Cả nhà thấy không? Xanh cô ban nhí. Đưa màu xanh lá lên luôn nè. Đưa cái mã khác lên luôn nè. Xanh cô ban nhí. Rồi tiếp tục. Chữ nay nhí. Màu xanh luôn nha. Xám có cặp không? Dạ không chị. Toàn là nhí thôi chị ơi. Chị Kim Ngân ơi. Nhí thôi. Trời ơi. Nay. Nay xanh lá nha. Nay xanh lá nhí. Cái nào mà có cặp thì em sẽ báo có cặp. Cái nào không cặp thì em sẽ báo nhí nha mấy chị. Nha. Bây giờ đại hiếm quá. Em tìm đại mãi không ra. Bây giờ đi hấu hàng toàn là hàng nhí không à. Đi lấy hàng toàn là hàng nhí không. Màu xanh lạ. Màu xanh nha. Màu xanh nhí. Size này màu xanh nhí nha. Xanh nhí nha. Màu xanh nhí. Màu xanh nhí nha cả nhà. Màu xanh nhí. Màu xanh nhí nha. Màu xanh nhí. Xanh lá nhí nha. Rồi màu vàng nhí. Màu vàng phối với quần xanh đen như thế này nha. Màu vàng phối với quần xanh đen như thế này nha. Chỉ có nhí thôi nha. Vàng nhí. Để coi cái mã nào có đại em. Vàng nhí.
Đâu nào cũng nhí hết hả? Rồi, nhí không mà mấy chị ơi. Mã xanh này nhí luôn nha, xanh 2. Xanh coban nhí nha, xanh coban nhí, đưa màu đỏ lên, đưa cái màu xám lên. Rồi, đưa cái mã Adidas. Rồi xanh coban 2 nha. Xanh coban chữ này chữ gì không biết. Adidas đi. Mấy chị bảo Adidas nha. Adidas xanh. Adidas nè. Adidas nha. Có tay như thế này, tay phối như thế này nha. Bo như thế này nha. Có chữ Adidas như thế này nha. Adidas nha. Adidas nhí. Adidas nhí xanh coban nha. Adidas. Cái này trộn hả? Trộn sai hay trộn mẫu? Trộn sai. Trộn sai là size gì? Size gì? 9, 12, 10, 11, 9 2 cái 9, 2 cái 10, 11, 11, 12 2 cái 9. Rồi có một ri size đại nha. Có một ri size đại. Có một ri size đại màu vàng giá 79.000 nha. Size đại vàng 79 cái áo này thế này nha. Có 2 size 9, 1 size 12, size 2 size 12. 1 size 10 và 1 size 11 nha. Giá xả luôn cho mấy chị 69k màu vàng. 69k nha, 69k màu vàng nha. 2 size 9, 2 size 12, 1 size 10, 1 size vàng. Vàng đại Ngọc Kim Lý giá 69k, cảm ơn chị luôn. Rồi, 75. Còn có một ri à chị? Sorry em. Lỡ rồi. Còn có một ri à. Rồi, thứ hai có một ri đại à chị gái ơi, có một ri à, một ri xả rồi. Có màu là chị có màu đó má. Con gấu có màu chưa? Nè. Rồi lỡ rồi. Gấu vàng nha, gấu vàng nhí 69k. Gấu vàng nhí 65k. Gấu vàng nhí 65k, nhí 65 nha. Gấu vàng nhí giá 65k nha. Gấu vàng nhí 65. Gấu vàng nhí giá 65k nha. Vàng gấu nhí 65 nha. Vàng gấu nhí 65k nha cả nhà. Vàng gấu nhí 65 nha. Đây là cái gì? Vàng gấu. Rồi tiếp tục màu xanh. Màu xanh này. Màu xanh đen. Cái này nguyên ri hả em? Đâu đâu đi được coi nó. Dạ, anh là bút ba thêm người đi đó. Chị em thấy nguyên ri đâu hết. Màu xanh nha. Màu xanh 65. Màu xanh 65 nha. Màu xanh xay nhí giá 65 nha. Màu xanh xay nhí giá 65k. Màu xanh xay nhí giá 65 nha. Tiếp tục. Đưa hàng đi lên. 57, số 57, toàn bộ là nhí làm sao mà bán cho mấy chị đây, mấy chị ơi. Đưa cái màu xanh lạ lên, cái màu đó lên em. Giá 65k nha, màu xanh lá số 75 nha. 75 màu xanh lá nha, 75 xanh lá nha. Nhí 7 là nhí nè. Nhí mã 75 này. Giá 65k. Nó lộn lẹo lưỡi luôn á. Giá 65k xanh nhí nha. 65k xanh nhí. Đẹp mà không có đại. Dạ đúng rồi, đẹp mà không có đại. Không biết làm sao hết. Trời ơi, người ta bảo có đại mà về toàn là nhí không mà. Không biết trả lời sao với người ta luôn á. Trời ơi, cái mã này nó xinh quá à. Trời ơi, cái màu này nó đẹp quá các chị ơi. Lá cho nhì Ngọc Kim Lý luôn nè. Cảm ơn chị nè. Rồi, màu xanh lạ đi. Hay là nay đi, có chữ nay nè. Cái chữ nay là nó thiêu nha. Cái này là in nha cả nhà. Cái chữ nay này là người ta thiêu. Đó. Còn cái này là người ta in lên. Rồi người ta đánh cái tát này nữa. Rồi người ta bao tay. Bao bụng, bao chân nữa. Bao tay nữa. Có quần có hai cái túi. Phối như thế này mà giá chỉ có 65k thôi nha cả nhà. Hàng bây giờ mà vô cô 65 là hiếm lắm nha. Nay. Nay 65 nha, nay 65 đưa cục nay đưa cho người ta coi em.
đây đây đây, cục nay hàng của nó như thế này nha cả nhà, 1 ri 8 bộ như vậy nha, nay 65 da cá hả chị? Dạ đúng rồi, da đúng rồi em Như Quỳnh, da cá nha, da cá, da cá đúng rồi, nay nha, mã nay nha, nay nay có vài ri nha, cái này là thiêu nha cả nhà, chữ nay là thiêu, còn những cái ngoài bên cạnh là in nha cả nhà, bao nè, phối tay nè, bôi tay nè, đó, bôi chân nè, cái khệt như thế này mà giá chỉ có 65k thôi nha, giá cực kỳ rẻ và cực kỳ yêu thương nha, giá chỉ có 65k, giá chỉ có 65k nay nha, nay 65, có màu không ạ? À? Có một màu thôi, nay 65, còn màu gì nữa không em? Màu xanh này đẹp nha, nay 65k nha. Màu vàng nay nữa, màu vàng nay nữa. Đâu rồi? Là chị cơ màu đó đó. Màu màu nó nằm ở đâu rồi? Màu vàng nay này khác nữa nàng ơi. Rồi. Này này. Nay nha, rồi tiếp tục đi, đưa cái màu nào lên. Tím này có 1 ri hà. Trời ơi, tím nha, tím 65 nha. Tím 65 nha, tím 65 nha. Cái này chắc gái trai gì mà cũng được quá. Tím 65, tím. Tím 65 nha cả nhà, tím 65 nha. Trời ơi các chị ơi, da cá này các chị ơi, tím 65k nha. Tím 65k, nhí tím 65. Nhí tím 65. Nhí tím 65 nha cả nhà, không ai lấy màu tím này hà. Không ai lấy màu tím này hà. Tím cho Nguyễn Thị Gắm, chị cảm ơn chị Nguyễn Thị Gắm nha. Tiếp tục bé ơi. Cái màu đen, cái màu vàng hay là cái màu gì ngoài kia đem vào đi. Thằng lộn xộn nữa, thằng lộn xộn đi rồi. Ô cái màu này sao đẹp thế không biết. Rồi tiếp tục cái màu này nữa nha. Màu này là size 5, để coi cái size thử. Size 6, size 7, size 8. Có cặp mới bán được. Dạ, bên em giờ chưa có cặp. Rồi tiếp tục. Tiếp tục nha, màu xanh đậu. Mấy chị cái nói em đậu đi. Đậu 65 nha. Đậu, đậu 65 nha. Đậu. Cái nó phối như thế này nè cả nhà ơi. Đậu 65 nha, phối trên. Ở dưới là thiêu nha. Thiêu. Thì nãy giờ có cặp mà hốt mấy cặp. Dạ. Trời ơi cái bộ đồ mà em thấy đạo chị Vi Nguyễn ha. Dạ rồi. Chị ơi, chốt hàng nhớ đi đơn giùm em nha. Chốt hàng nhớ đi đơn giùm em nha. Rồi cảm ơn chị Vi Nguyễn, Vi Nguyễn nha em. Vi Nguyễn đậu. Vi Nguyễn đậu. Rồi. Rồi còn có một ri đậu hả? Rồi tiếp tục cái mã này. Mã này màu xanh lá nha. Xanh lá 65 nha. Xanh lá 65k nha cả nhà. Trời ơi cái mã này đẹp quá à. Xanh lá 65k nha. Xanh lá 65 nha. Nè. Đó, các chị biết mà một cái áo mà nó vừa cái hợp vừa thiêu. Vừa thiêu mà vừa in nữa, cái chữ này nè. Cái chữ boy, the boy này là chữ thiêu nha, còn rồi in lên trên nữa. Rồi phối tay. Cái tay này phối này các chị thấy không? Rồi bo, bo chân, bo tay. Tiếp tục. Tiếp tục cái mã này. Mã này nha, mã này. Mã này nha. 65k. 65k thôi nha cả nhà. Chỉ có 65k thôi, 65k thôi. 65k mã 93 nha, số 93 nè. Mã 93 65k nha. Nhí 65 nè, mã 93 nè, ai chốt ghi mã 93 là em sẽ chốt cho nha. Mã 93 nha. Có một ri duy nhất mỗi màu, chỉ có một vài ri thôi mấy chị ơi. Mấy chị nhanh tay chốt đi mấy chị. Tiếp tục nha, lấy xe nhí thôi nàng yêu ơi. Cái vải này là cái vải bo rít nha. Bo rít nha. Con thỏ, vải bo rít nha cả nhà. Giá cho mấy chị luôn, giá yêu thương cho mấy chị luôn. 59k. 59k xay nhí. 59k xay nhí nha, hàng bo rít nha, lấy xay nhỏ thôi. 59k nha, cái vẻ này bo rít xịn nha.
bao rip xịn hàng của Yoko nha. Bao rip hàng Yoko rất là hàng xịn sò cô tông nha. Bao rip xịn nha, tát của Yoko luôn nha cả nhà. Tát của Yoko luôn nha, hàng này hàng chuẩn Yoko. Em đi lấy từ công ty của họ về chứ không phải nhái đồ gì đó nha. Giá chỉ có 65k thôi mấy chị, miền lạnh miền đồ lấy về bán đi, miền trung đồ lấy về bán đi. Giá chỉ có 65k thôi. 65k nha, màu xanh đen nha. 65k màu cam nha. Cái này chắc trai gái gì mà cũng được quá. 59k, sorry, 59k màu xanh đen, màu cam nha. Màu xanh lá nha, tiếp tục. 59k nha, 59k màu xanh nữa nha. Xanh 1 nè, xanh 2 nè, xanh coban nữa nè. Xanh coban. Xanh coban nha, 59k nha. Màu nâu đỏ, màu nâu nè, màu cam nè. Đó, màu cam nữa nha. Rồi, màu này nữa là bốn màu tổng cộng nha. Màu giá chỉ hết. Có giá chỉ có 59k thôi, 59k và màu vàng nữa nha cả nhà. Màu vàng nữa. Màu vàng nữa nha, giá chỉ có 59k thôi nha. Bao rip đẹp nha cả nhà, bao rip đẹp luôn, giá 59k. Một ri, hai ri. Đó, tổng cộng là một màu, hai màu, ba màu, bốn màu, năm màu, sáu màu hết nha. Giá 59k. Tiếp tục đi em. Hello, chị Phạm Thịnh có vài ri đó chị Thịnh Thịnh. Lấy thêm cái gì rồi ủng hộ em thêm cái gì rồi đi đơn luôn chị ạ. À, để vài ri hết. Tiếp tục màu đỏ nha. Đỏ, đỏ 59k nha. Đỏ, đỏ 59, đỏ 65 lộn. Đỏ 65k nha. Da cá nha cả nhà, vải da cá nha. Da cá nha, giá 65k. 65k. 65k đỏ, đỏ 65. Lên bồ cô của bé trai đi. Bồ cô bé gái luôn đi, view đăng ca. 65k xanh lá. Xanh lá 65 nha. Xanh lá 65. Xanh lá 65k. Xanh lá 65k. Đưa một màu lên tiếp. Đưa cho bồ cô lên đi. Bồ cô lên. Rồi, màu xanh này nữa 65 luôn nha. Xanh 365. View đăng ca. 65k xanh 3 nha. À, rồi, bộ cô hàng của anh Quân nha. Say cô nha. Say cô hàng của anh Quân nha cả nhà. Say cô hàng của anh Quân giá 75k. Say từ 45 đến 65, 70kg mặc vừa luôn nha. Đây, cái say này nha, 65kg quay đầu nha. 65kg quay đầu. Say 30 là say nhỏ nhất mà em mặc vừa luôn cả nhà ơi. Nha, say cô nha. Say cô giá 75k. Cô anh Quân 75 nha. Cô anh Quân 75 nha. 75k cô. 75k cô nha. Màu vàng. Các chị chốt cho em nha. Màu vàng nha. 75 nha. 75k màu vàng. Vỡ gì chị? Đây cũng là thun. Vỡ thun cô tông nha. Cái này nhiều người chốt lắm. Thun cô tông nha. Thun cô tông. Coi giả nha. Đó. Vải nè. Đó. 75k nha. 75k đỏ. Vàng 75k đỏ nha. Quần phối như thế này. 75k đỏ. Cái này không chính phẩm nha. Cái này không phải là vải chính phẩm nha. Thun cô tông hàng của anh Quân nha. Nhiều người lấy rồi. Cũng lấy bán rồi lấy lại nhiều lắm đó nha. Không phải nè, hàng của anh Quân nha. Đó. Vải thì cũng đẹp. Đó. Cái số vải nè. Đó. Đường mai, đường kim mũi chỉ nè. Thấy đường kim mũi chỉ phối chưa? Đó. Đó, như thế này nha. Rồi, nó như vậy nha. Quần nó như vậy nha. Giá 75 nha. Từ 65, 45 đến 65kg nha. Màu đỏ nha. Hàng này các chị nào lấy rồi nè, bán rồi, khen đẹp cho em tiếng thế nào. Khen đẹp em tiếng với nào. 65 nha. 65, 75k nha. Màu xanh lá nha. À, rồi đưa cờ bán cho đi. Rồi màu cam nữa nha. Ai bán hàng này rồi cho em xin ý kiến với nào. 75k cam nha. 75 cô ban nha. 75 cô ban nha. Chị Văn Thanh có đó không? Chị Văn Thanh lấy rồi nè. Chị Út Bi lấy rồi nè. Chị nhiều chị lấy rồi lắm đó. Chị Nam Trường lấy rồi nè. Có chị lấy rồi cho em xin với. Có chị có vô chưa nhỉ?
Chưa vào hả? Bồ cô, cái này là vải thun cô tâm chính phẩm đẹp xịn sò. Rồi cảm ơn Thu Thảo, cảm ơn Thu Thảo nhiều nha, không chính phẩm nhưng mà đẹp. Đó. Rồi cô nha, cô bao sữa giá đỏ cô cho chị Khánh Hiền, cảm ơn chị Khánh Hiền nha, cảm ơn Thu Thảo nha. Chị Khánh Hiền khách mới đúng không? Chốt nhiều rồi đi đơn luôn nha chị. Rồi tiếp tục bao sữa nhé, bao sữa cái form này cực kỳ đẹp, đỏ lá, đỏ và lá cho chị Gắm Nguyễn, cảm ơn chị Gắm Nguyễn nha. Ở đây là bộ này có chị Văn Thanh lấy rồi nè, chị Nam Trường lấy rồi, chị Thu Thảo lấy rồi, chị Bi Út lấy rồi. Nói chung là nhiều người đã lấy cái hàng này của mình lắm rồi. Và thật ra là hàng này cũng nhiều lắm, mà thật ra bây giờ còn chưa tới 20 ri nữa là hết hàng. Em lấy thử 2 ri, 1 ri chỉ có 4 bộ thôi chị Gắm Nguyễn ạ. 1 ri chỉ có 4 bộ thôi. 1 ri chỉ có 4 bộ thôi nha. Nhiều người tới đây like bán cái bộ này rồi vẫn like lại được cái bộ này nữa, khách lại chốt rồi vẫn chốt lại. Khánh Hiền là một chị Khánh Hiền lấy rồi hả? Vải đẹp, hàng này vải đẹp, cảm ơn chị. Chị Khánh Hiền chắc lấy của ai hay ta sao mà biết cái hàng này vải đẹp. Rồi cảm ơn chị nhé. Rồi bộ bò sữa cô nó chỉ có 2 size L và XL, tổng cộng 45 đến 65 kg mặc vừa, 45 đến 65 kg mặc vừa nha cả nhà, 45 đến 65 kg mặc vừa. Bạn B vô thử cái bộ này ra đứng diện cho mấy chị coi nè. Mặc màu cam đi, mặc màu gì cũng được hết nha. Bộ bò sữa lửng đùi nha, giá 85k nha, vải đẹp lắm, cái này gọi là vải xuất sắc nha mấy chị, vải xuất sắc nha mấy chị, cái này gọi là vải xuất sắc, đưa cái đi hàng cho chị. Em mặc bộ nào vào cũng được hết, bộ màu nào cũng đẹp. Rồi rồi chị đang lấy cái mẫu nào đây, em cứ mặc đại bộ nào cũng được hết. Bộ này bao sữa đùi giá 85k nha. Ghi hàng của nó này, một ghi hàng của nó như thế này nha cả nhà, một ghi là 4 bộ 2L và 2XL, giá chỉ có 45k. Các chị có nhu cầu gì cứ nói với em, một bộ cũng được, mỗi màu một size cũng được. Nên ví dụ như lấy cái này 2 size thôi, em cũng lấy 2 size cho mấy chị nha. Có mấy màu, cái này nó có tổng thể là đây, em đưa màu hết cho mấy chị. Màu hồng nha, màu cam, màu cam nha, màu đây nữa, màu này cũng đẹp lắm. Cái lưng quần nó may đẹp lắm, mặc nó êm lắm, để bạn kia vừa mặc vô. Lưng quần to, phâm to vậy đẹp. Rồi màu đây, rồi màu vàng, rồi màu xanh, màu xanh đậu phối với áo màu trắng, màu xanh đậu phối với áo trắng, màu xanh đậu phối với áo trắng nha. Cái lưng quần của nó may lé lên đẹp lắm nha cả nhà. Vải này là vải thun cô tâm chính phẩm, vải đẹp, bao đẹp, bao xịn sò. Rất là nhiều chị như chị Thu Đông ở đây lấy rồi nè, rất là nhiều chị lấy hàng này của em bán rồi, ai cũng khen vải đẹp nha. Đó, như thế này nha. Rồi, tiếp tục quần phối với cái áo này, màu đậu nguyên quần nha. Tổng cộng bao nhiêu màu? Màu vàng như thế này, phối với cái quần như thế này nha. Màu vàng, trắng, in vàng phối với quần cam. Không phải rồi. Hình chữ phải đó. Sao phải? Màu hơi lệ. Rồi màu trắng với màu này nữa nha. Trắng vàng. Trắng vàng, cái đặc trùng màu vàng đen nha. Được chưa? Rồi đem ra nhìn lên. Đây này mẹ chị ơi. Và cực kỳ mạc nha. Cực kỳ đẹp nha. Hồi đó với cô này hả? Rồi cùng nhau. Rồi tổng cộng là một màu, để em đưa lại cho mấy chị ca. Tổng cộng này em đưa màu bảng màu cho mấy chị coi nè, em xếp lại cho ngay thẳng nè. Màu vàng phối với quần vàng nha. Bò sữa vàng phối với quần vàng. Đó, bò sữa vàng phối với quần vàng nha. Đây là màu vàng nha, màu vàng nha, màu vàng, đây là màu vàng nha. Bò sữa vàng phối với quần vàng, bò sữa xanh phối với quần xanh,
bò sữa xanh, bò sữa trắng nè, trắng in nè. Cái hình này là thiêu nha cả nhà, hình này là thiêu, cái này là in. Cái quần như nó thế này 85k nha. Trắng bò sữa, hồng màu hồng bò sữa nha, hồng bò sữa, hồng bò sữa nha. Rồi cam bò sữa nha, cam bò sữa. Rồi ruốc bò sữa nha, màu ruốc bò sữa nha, màu này là màu đẹp á. Rồi màu vàng bò sữa nha, vàng, vàng bò sữa. Và trắng bò sữa nha. Rồi các chị lấy gì báo em, muốn vô bên. Đây là mẫu cái, đó, mẫu mặt đẹp, lấy cái tay bỏ hai tay vô túi luôn. Đó, quần to, form to, vải đẹp, co giãn, banh cái quần ra cho mấy chị coi. Đó, ừ, đó, thun co giãn như vậy nha, mấy chị chốt màu nào thì báo em. Rồi, đó là bò sữa, có lửng nữa, có dài nữa. Giá chỉ có 85k một bộ thôi. Ví dụ như nó có hai size S với L, L với XL. Mấy chị lấy một màu hari cũng một màu hai size cũng được, em chốt cho đủ màu hai size cũng được. Hàng cái hàng này bán được lắm mấy chị. Trắng cam be, trắng cam bé đang mặc. Cảm ơn chị, trắng cam bé đang mặc lấy một ri 4 size ha chị, 2X2L nha. Trắng cam bé đang mặc rồi, ok. Lấy ri đó cho chị Khánh Hiền. Rồi các chị lấy gì thêm báo em nha. Màu trắng nha, màu trắng quần trắng nha, màu vàng quần đen nha, màu màu đủ size và được màu màu đây nữa nha. Đó, màu 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 hồng ruốc nha. Rồi màu cam nha, màu cam quần cam nha. Chị Kim Ngân hai vàng hai hồng hai cam. Cảm ơn chị Kim Ngân, chị Kim Ngân là khách mới luôn á. Hai vàng hai hồng và hai cam, hai cam, hồng cam hả? Hai vàng hai cam nha. Rồi cảm ơn chị Kim Ngân nhiều nha. Màu này đúng chị, hai hồng hai vàng luôn, hai hồng này. Chị Khánh Hiền là màu cam nữa, chị Khánh Hiền là màu cam nè, màu cam này nè. Rồi chị Khánh Hiền đi lấy cái điện thoại của em ra, có màu hồng nữa nha cả nhà, màu hồng mặc đẹp lắm. Rồi bò sữa trắng phối xanh, có chị nói bò trẹn, bò sữa trắng phối xanh báo em nha. Bò sữa trắng phối xanh, chị Khánh Hiền màu hồng nữa nha. Rồi tiếp tục có hết đầy đủ nha. Màu vàng, màu vàng của chị Kim Ngân đủ nha, của chị Kim Ngân, okay. Đủ nha chị Kim Ngân, cảm ơn chị Kim Ngân nhiều nha. Không biết vẻ đẹp không nên chưa dám lấy. Chị Kim Ngân là hai vàng hai hồng hai cam, là hai size là trắng xanh. Trắng xanh trên. Em nói cái vải này rất là đẹp, bao đẹp, bao xịn sò. Cái điện thoại của em đâu để em chụp lại cái hàng của em. Tí nữa làm em chị nào lấy hàng của em sẽ inbox và em chụp lại cái tin nhắn của người lấy hàng cái bộ đó của em cho các chị xem. Người ta đã khen hàng của em đẹp và người ta đã lấy thêm lần nữa nha. Có chị tự tin. Ví dụ như cái hàng nào giống như cái bộ anh Quân hồi nãy em nói là 6 bộ thôi nha. Dạ hiểu ạ, em hiểu rồi. Chị Kim Ngân là 2 bộ đó em hiểu không? Là lấy chị cho 6 bộ thôi. Rồi ok chị, em lấy rồi. Bây giờ em ngồi tâm sự tí đi. Khách của em lấy cái toa ra luôn đi. Một chị tới nhà em lấy 83 triệu tiền hàng của em là lấy và đi về tới tận shop nhà em luôn, mà anh chị này là bên ngành sản xuất may mặc luôn á, là biết em đi hàng sale tới lấy mà không cần coi giá luôn, không cần hỏi em bán giá nào luôn, không cần hỏi gì nào đúng không? Đúng rồi, 82 bộ hai hồng hai cam nè. Chị giàu là cũng trong ngành may mặc nha, cũng lấy hàng của em nè. Lúc đầu là em bán giá 89.000 luôn nha. Không biết chị có ở đây không? Giá đây nha, giá 89.000 nha, về xã còn 85.000 thôi. Kim Ngân mở màu hai bộ đúng rồi chị. Đơn liên hàng đẹp lắm, mấy chị yên tâm đi. Cái nào mà em nói ù ơ ú giấy dầu thì cái nào nói hàng đó hàng đẹp nhưng không phải chính phẩm, em sẽ nói là hàng đẹp không phải chính phẩm. Đây là vải đẹp, vải của Nga định đẹp 100% luôn nha mấy chị, yên tâm lấy hàng đi, thật sự luôn. Cái màu cái vải mà nó xịn sò như thế này nè các chị, đẹp lắm luôn á. Em mới ngồi cái đường kim mũi chỉ có form vẽ cực kỳ đẹp luôn, giá chỉ có 85.000 thôi nha.
85.000 nha. Giá 85.000 thôi nha cả nhà, 85.000 thôi. 85.000 nha. Có chị tới lấy gần cả trăm bộ này về bán luôn mà. Các chị yên tâm đi, lấy thử đi rồi về lần sau lấy tiếp nha. Rồi tiếp tục mã khác đi bè. Rồi có em có bộ bộ thun hàng của Bảo Thi nha. Hàng của Bảo Thi nha, giá xả xay nhí. Giá xả xay nhí giá chỉ có 49k thôi nha cả nhà. Xả xay nhí giá chỉ có 49k thôi. 49k nha, 49k Burberry giá chỉ có 49k nha. Hàng này vải đẹp nha, vải chính phẩm nha, 49k. 49k Burberry màu ruốc 49 nha. Burberry ruốc 49. Burberry màu xanh 49. Burberry màu hồng 49. Có bộ cô gái mẫu mới không chị? Bộ cô gái mẫu mới hả? Bộ cô gái mẫu mới chưa có em ạ. À, chưa có nha, chưa có. Hồi nãy bộ của anh Quân còn màu xám sót lại nè. Hàng bò sữa không có đại à? Ủa, hàng bò sữa hồi nãy là cô nha chị, chứ không phải đại đó nha. Bò sữa hồi lúc nãy là xây cô, 85 là xây cô nha chị Khánh Hiền, không phải là xây đại nha, không phải xây nhí nha. Đó là xây cô. Rồi tiếp tục, màu xanh này. Màu xanh này nha, cái xây cô đó 45kg mà vừa. Màu xanh này nha, có dây rút như thế này, xây nhí giá 85, giá 49k nha. Giá 49k nha. Mã 2, màu khói. Màu khói giá 49k. Màu khói giá 49. Màu xa, màu xanh lá giá 49k. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi, cái màu của nó dở thật rồi nè. Em đi cái màu thật cho mấy chị coi. Dạ không có đại chị. Mà đây, cái màu của nó về là màu thật rồi nè các chị. Đó. Màu lá nha. Lá 49k. Màu cam. Màu cam nha, cam. Cái này là em dùng điện thoại Apple, điện thoại iPhone, camera thường. Nó xấu em một tí nhưng cái màu nó rất là thật nha. Giá 49k màu cam nha. Màu cam mã 2, màu cam. Mã 3, màu cam, màu xanh. Mã tiếp tục 4. 49 nha. Mã 5, ai ghi cái gì thì lấy nha. Mã 5, cam đất. Mã 6, nhí nha cả nhà. Nhí hàng cô tâm chính phẩm, hàng Bảo Thi nha, vải cực kỳ đẹp nha. Có tay, quần có hai cái túi. Quần có hai túi phối nơ, cam đất giá chỉ có 49k thôi, xay nhí nha cả nhà. Cái này là xay nhí nha, giá chỉ có 49k thôi. Tiếp tục, màu xanh lạ. Rồi màu đỏ, giá 49 nha cả nhà, giá 49 thôi. Màu đỏ. Màu đỏ nha. Rồi màu màu ruốc, màu đây là màu gì? Đó, cái màu màu thực nha. Màu xanh lá. Màu xanh lá nha. Sợi mặt trang với da tiền dữ. Xanh lá nha. Rồi màu hồng. Đó, mấy mẫu như thế này các chị lấy báo em nha. Rồi lên cái áo đẹp đẹp đi em, lên cái áo lẻ đi. Cái bộ trong kia nè, cái bộ lửng trong kia đem ra luôn đi. Hỏi mấy chị có đi lửng không? Rồi tiếp tục. Cái này chắc cắt đi rồi qua năm bán. Rồi. Ừ. Cái này có nhiều không? Mấy bộ? Lộn xộn màu hả? Rồi em lên cái mã này cho mấy chị xem nè. Cái vải này nó đẹp nhất nách luôn mấy chị. Giá chỉ có 89.000 thôi nha. Thật sự. Đây, cái người mẫu họ mặc đây nha. Cái hàng người mẫu mặc y như vậy nha. Và em mặc vô họ cũng y như vậy luôn nha. Vải là đẹp mịn màng luôn, đẹp lắm luôn. Thật sự luôn. Nó như thế này nha. Hình người mẫu mặc là như hình ngoài sao là người mẫu mặc y như vậy nha. Hôm qua em cũng có lấy một bộ em mặc rồi. Đó, cái quần nó như thế này. Quần có hai cái túi và y như thế này. Giá 89k thôi, thật sự rất là rẻ. Rất là rẻ. Lửng bộ này giá 89k nha. Lửng bộ này giá 89k. Nó có rất là nhiều màu, nó có một size thôi nha. Resize nha. 89k nha, 89k một bộ. Mã thứ hai, hai bộ. Hai màu nha. Ba màu. Bốn màu nha. Đó,
nó khác một kiểu, một kiểu, một form kiểu, nhưng mà nó chỉ khác hình in thôi. Đây là người mẫu mặt nha, phải cực kỳ đẹp, giá chỉ có 89k thôi nha cả nhà, 89k thôi, hàng form to vải đẹp, giá 89k nha, 89k vải cực kỳ đẹp luôn, chiếc bộ đồ đẹp quá cả nhà ơi. Có màu đen nữa, màu đen điểm màu kia rồi đó, form to vải đẹp. Bê vô mặt bụi này ra cho mấy chị coi đi em, vải này đẹp gọi là đẹp xuất sắc nha cả nhà, đẹp xuất sắc nha cả nhà. Em dùng từ xuất sắc là mấy chị hiểu rồi, mấy chị tin em đi. Rồi để bạn kia ra mặt xong rồi em lên cái mã này nha mấy chị. Tiếp tục em lên cái mã này cho mấy chị mà áo đi. Áo nha, cặp áo 2939 ngàn nha. Áo này size nhí 29, size đại 39 ngàn nha. Áo rớp vai hàng cô tông chính phẩm nha, hàng cô tông chính phẩm nha. Nhí 29 đại 39 nha, nhí 29 đại 39, nhí 29 đại 39 nha. Màu đen cặp 22. Rồi mã thứ hai là gấu nha mấy chị nè, cái size nè từ 28kg, chị 28kg đến 38kg nha. Đó, Thu Thảo bồ cô á. À, màu gì vậy? À, Thu Thảo hà bồ cô đó là bồ cô đó là đủ màu luôn nha. Cái vải này nó đẹp, đẹp lắm nha Thu Thảo. Giá 89k thôi Thu Thảo ơi. Đây nè, đây nè. Ơi. Trời ơi sao mà cái camera nó ngược rồi. Đó, màu đô nha. Cái này là màu đỏ đô nha. Đó, màu đỏ đô nha. Màu đỏ đô nha. Có cái túi nha. Là thiêu luôn này. Túi nè, thiêu nè. Cái vải này nó đẹp lắm cả nhà. Em nói thật á, nó đẹp mà. Thu Thảo ơi, em lấy đủ màu bán đi Thu Thảo à. Bộ này nó đẹp lắm Thu Thảo. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đấy nha mày chị, và cực kỳ gọn gàng nha. Nó mềm, đẹp, nó mềm mà nó co giãn lắm luôn á. Giá chỉ có 89k thôi. 89k nha. Có mà. Đó, hình như thế này. Rồi bộ như thế này nha. Nhiều màu nha. Rồi bê ớm cái bộ này lên người cho mấy chị này. Xem nè. Đó, màu này còn đẹp hơn nữa nè. Đó, màu này đẹp hơn nữa nha. Rồi tiếp tục màu vàng nữa nha. Giá 89k thôi. 89k, vải đẹp lắm cả nhà ơi. Đừng nên do dự lấy cái mã này. Chị Thu Thảo lại nguyên một series màu về bạn luôn đấy. Vải đẹp lắm, về nhà là các chị chỉ có ưng thôi, thật sự. Cái đây này là đẹp nhất nách thôi. 89k nha, giá chỉ có 89k thôi. 89k thôi nha. Hàng cực màu kỳ đẹp nha. Cô Tâm đợt này lên lắm, không có cô Tâm để bán đâu. Nè, mày chị nhìn nè, nó con vàng ghê chứ. Thật sự luôn á, vô là em người luôn. Mềm mịn lắm cả nhà, em nói thật. Cái vải gì mà tốt như thế này luôn á, tốt lắm luôn á. Còn một riêng người Thu Thảo lại đi Thu Thảo ơi. Còn có 5, còn có 10 bộ à. Hình như 10 bộ á. Có màu đen nữa nha. Ai lấy thì chốt em mã này nha. Rồi để đó đi. Không ai lấy mã đó ha. Rồi tiếp tục cái mã áo này đi. Áo có nón size, size này là SML. Một ri của nó là, một ri của nó là 3 size. Một ri của nó là 3 size. Nhưng mà nếu chị lấy lấy 5 bộ, lấy cho Thu Thảo 5 bộ. Rồi cảm ơn Thu Thảo nha. Rồi tiếp tục nha. Size của này, size này là SML. SML 3 size, tầm 28 đến 40 kg mặc vừa nha cả nhà. 28 đến 40 kg mặc vừa nha cả nhà. Giá chỉ có 39k thôi. Cái vải này các chị lấy cái hàng sumi á, cái vải của nó sao thì vải này nó y như vậy và có khi nó đẹp hơn nữa. Vải này nó rất là mềm mịn và đanh nha cả nhà, mềm mịn và đanh nha. Đường kim mũi chỉ của nó may rất là cẩn thận và tỉ mỉ nha. Không lấy màu hồng nha. Ok. Ở đó đâu có màu hồng đâu mà lấy màu hồng. Màu ruốc. Màu ruốc. Không màu mặt đẹp nữa này, nhưng không màu mặt này. Hồng ba cá hả chị? Cái mã này còn không em? Cái hả? Đi con một tí. Còn một ri hả? Lấy chị ba cái thôi. Quảng. Cho chị Kim Ngân. Dạ rồi, cảm ơn chị Kim Ngân nha. Giá 39k nha. Vải này đẹp lắm, đẹp lắm lắm luôn á, 39k. Chị nào đã nhận cái áo này rồi cho em xin ý kiến đi. Chị Như Đàn đã nhận rồi nè, chị Như Đàn lấy gần cả 100 cái luôn á. Rồi 39k màu hồng, còn một ri là 6 cái. Chị Kim Ngân lấy 3 cái rồi, còn 3 cái nữa. 3 cái 3 size cho chị Kim Ngân nha. Chị Kim Ngân lấy 3 cái thôi. Màu vàng này còn không? Còn màu lắm. Màu vàng nha, màu vàng thỏ 39k nha. Vàng thỏ nha.
Vải đẹp lắm mấy chị ơi, em á thật vải đẹp cực kỳ và mịn cực kỳ luôn. Giá chỉ có 39k thôi nha, 39k nha. Trời ơi vải đẹp lắm. Mấy chị mà lấy cái hàng Sumi sao là cái hàng này vải nó còn đẹp như thế. Các chị coi cái đường kim mũi chỉ người ta may đẹp lắm luôn nha. Vàng 39 nha, hot đi vàng mà chỉ có 39k thôi nha cả nhà. Hot đi vàng chỉ có 39k thôi nha, 39k nha. Hot đi thỏ hồng, thỏ hồng, thỏ hồng 39k nha. Thỏ hồng 39k nha. Cái này là lấy chung luôn. Hay SML, SML từ 28 đến 38-40kg mặc vừa nha cả nhà. 28 đến 38-40kg mặc vừa nha. Thỏ hồng, thỏ hồng 39k. Hồi em 31 mấy á, 39k. Tiếp tục màu trắng nha. Màu trắng, cái lô kia người ta lấy hết rồi hả? Cái lô trụ của Gutik á. Màu trắng size M nha, trắng M chữ nha, trắng M chữ giá 39k. Trời ơi, cái vải nó đẹp lắm mấy chị ơi. Đưa em mặc thử cho mấy chị coi nè. Trời, size này em đang mặc là size M nha. Là cái mấy chị đừng có nghĩ là form nhỏ, nó là form to đó. Form to. Đây nè, đó em mặc lỗi lọt luôn nha. Giá là cái này là form to nha cả nhà. Em là tới 56kg, 55kg rồi. Rồi mà em trầm cá thì vô luôn rồi đó. Thu Thảo mày mà không may hả? Rồi tí nữa chụp màu cho Thu Thảo coi. Thu Thảo trời. Rồi nha, em mặc vừa cho mấy chị xem này nha. Cái size em đang mặc là size M nha. Đó, size M nha. Hàng này hàng cao cấp chứ không phải là hàng thường nha cả nhà. Hàng này là hàng cao cấp. Mấy chị đã đầu năm mấy chị lấy cái hàng bộ này ở bên em rồi, mấy chị biết cái vải của nó đẹp như thế nào. Và năm nay cái vải, cái này là đó. Thì cái áo này nó cũng đẹp như vậy đó. Vải đẹp lắm, vải đẹp dày mềm mịn lắm nha. Màu trắng chữ, trắng chữ 39k. Rồi đỏ, đỏ cúc, đỏ cúc giá 39k. Nhúng bèo hai bên nha. Áo có còn mẫu nào không? Đang lên đi chị ơi, áo nhiều lắm. Rồi đỏ mặt cười, em lên hết, đưa hết áo cho chị lên. Đỏ mặt cười nha, đỏ mặt cười. Vải này là từ 28 đến 38kg mặc vừa nha. 38-40kg luôn đi. Em mặc M em còn lọt mà. Đây nha, thun co tâm co giãn nha. Thun đẹp lắm cả nhà ơi. Giá chỉ có 38k, 39k thôi nha. Mặt cười nha. Vạt in ở dưới và phối nữa nha. Phối vạt giá chỉ có 39k thôi. 39k màu đỏ nha. 39k màu đỏ, 39k màu đỏ nha. Rồi tiếp tục. Từ từ để lấy hết cái mã này luôn đi em. Rồi. Rồi, áo này em còn 3 cái nha, màu đỏ nè, màu trắng nè và màu cam, 3 cái một size, giá chỉ có 35k thôi. 35k thôi. Còn có 3 cái này nè thôi nè nha. 3 cái này nha, màu đỏ nha, 3 cái giá 35k một size M nha. Đẹp mơ này hai cái. Cái 3 cái này. 20 đi. 35k nha, một size M nha, một size M. Một size M mà 3 cái nha, 3 cái 3 màu giá 35k nha. 35k một size mà size S, size L, size M 3 size chứ quên. Lộn. Cái đỏ là size S nha, cái trắng là size L, cái cam là size M. 3 cái này một ri giá 35k. 35k 3 cái này thôi. Form to, vải đẹp, vải cực kỳ đẹp, giá có 35k thôi. Size SML từ 28 đến 38kg mặc vừa. Rồi tiếp tục. Mã này 39k màu đỏ. Mã một mã đỏ cô gái nha. Cái đỏ cô gái giá 39k. Form to, vải đẹp, vải đẹp lắm cả nhà ơi. Vải cái gò của tay vô là mịn màng luôn á. Mịn màng luôn, giá chỉ có 39k màu đỏ nha. Đỏ 39, đỏ cô gái 39, cam cô gái 39 nha. Ở bên này nó thép cái nơ chỗ này nữa cả nhà, thép cái nơ bên hông này nữa nha. Cam 39k, màu xanh, màu xanh 39 nha. Cam 39, màu xanh 39 nha. Xanh 39k, xanh 39, xanh 39k nha, xanh 39. Tiếp tục màu trắng 39 nha, trắng 39. Mã số mã 2 đi.
Mã 2 trắng này, tất cả là 39 nha. Size SML, khi nào đổi size em sẽ nói nha. SML hết nha. Màu trắng này 39k. Trắng 39 nha. Mã 2 vàng, mã 2 vàng, vàng mã 2. Không lấy. Mã 2 màu vàng nha. Cái này là ở trên là dập ở dưới là đó, nó bè dưới này nó gấp lại. Rồi ở dưới là một nó phối lại nha, cái vòng cung nha, form to vậy đẹp. Màu vàng 39k. Màu vàng. Mặt cười còn sót lại màu trắng nè. Mặt cười màu trắng nha. Mặt cười trắng giá 39. Mặt cười trắng giá 39 nha. Rồi tiếp tục chữ cam. Chữ cam. Chữ cam giá 39 xăm to vậy đẹp. Chữ đỏ. Chữ đỏ nha. Rồi màu xanh. Xanh cúc. Màu vàng cúc giá 39 nha. Phải đẹp lắm cả nhà ơi. Phải thật sự rất là đẹp luôn. Vàng cúc giá 39 nha. Rồi mặt cười. Mặt cười màu dâu. Mặt cười dâu giá 39k. Mặt cười dâu giá 39 nha. Mặt cười vàng. Mặt cười màu vàng nha. Mặt cười màu vàng giá 39k nha. Mặt cười vàng giá 39k. Mặt cười vàng. Vàng mặt cười giá 39 nè. Rồi nón xanh. Nón xanh. Nón xanh nha. Còn cái gì nè. Còn có cả. Nón xanh giá 39 nha. Nón xanh giá 39. Tiếp tục. Mã màu hồng phối. Màu hồng chữ Chanel nha. Màu hồng 1 đi. 39k, form to vải đẹp nha. Vải cô tông chính phẩm vải đẹp nha. Khi nào em nói vải cô tông chính phẩm vải đẹp là nó thật sự rất là đẹp nha. Màu cam. Màu cam nha. Màu cam. Màu hồng 39k, màu cam, màu hồng. Màu vàng 39, size từ 28. Vải cô tông chính phẩm nha cả nhà. Vải này là vải cô tông chính phẩm nha. Vải cô tông chính phẩm nha cả nhà. Giá 39k. Nơ phổ nơ. Áo nhúng phối nơ. Cái chỗ này nè. Cái chỗ này nha cả nhà. Cái chỗ này là có cái rút. Rút lên nha. Giá chỉ có 39k thôi. Giá chỉ có 39k thôi. Màu sữa. Màu sữa, màu hồng. Màu hồng cánh sang nha. 39k mà size gần là size trên đại 28 đến 40kg nha. Size đại đó nha. 39k. Rồi màu trắng. Màu trắng nha. Màu cam. Rồi hết màu rồi cả nhà ơi. Tiếp tục còn một cái áo nữa. Đây là áo chữ. Rồi chữ nay size nhí 29k. Nay size nhí 29k. Vải thun cô tông chính phẩm luôn nha. Nay size nhí 29k nha. Thun cô tông chính phẩm nha. Nay size nhí 29k nha. Màu vàng. Nay size nhí màu ruốc 29k. Thun cô tông chính phẩm nha. Hàng crop top nha. 29k. Bò sữa giá 35k nhí, 45k đại nha. Bò sữa nhí nha. Bò sữa cặp 35-45. Rút cặp 35-45. Rút cặp 35-45. Vàng cặp 35-45. Vàng cặp 35-45. Rồi em xả bộ này 32 luôn nha. 32k. Hàng 3D này các chị chắc lấy rồi hề. Like từ cả tháng nay rồi các chị đã nhập hàng 3D này của em rồi nhỉ. Giá 32k nha. Xả luôn màu vàng. Màu vàng chuột 32 nha. Vàng chuột 32k. Vàng chuột. Không phải gì nè đi trộn á. Cái này 5969 nè. Nhí hay đại? Nhí nha, giá 59k. Hàng cô tâm chính phẩm xịn sò nha. Hàng cô tâm chính phẩm nha. Gu Kit nha cả nhà, hàng thương hiệu Gu Kit, size nhí giá 59k, xả luôn 55k đi. 55k nha, 55k màu đỏ, đỏ 55k nha. Đỏ 55. Đỏ 55 nha.
Vải đẹp lắm. Màu ruốc 55k, ruốc 55. Đỏ 55, ruốc 55. Có cặp không? Dạ không chị. Xanh 55. Cái này không cặp hả Bê? Đậu 55. Quần nó như thế này nha cả nhà. 55k nha. Rồi đưa cái hàng, đưa cái hàng 3D của Ái Nô đi. Rồi hàng của Rooney, hàng của Rooney anh em với Sumi nha. Cặp, cặp nha. Sumi nè, Sumi Rooney nè cả nhà. 55-65 cặp, 55-65 xe hơi nha. 55-65 cặp xe hơi nè. Hàng tắt này của Sumi nha cả nhà. Cặp xanh lá 55-65 nha. Cặp đen, cặp đen nha. Cái mã này có cặp đó chị Kim Ngân. Cặp đen nha. Quần có 2 túi nha. Quần có 2 túi nha. Đen cặp, xanh cặp nha. Đen cặp, xanh cặp, đỏ cặp. Đỏ cặp nữa nha. Đỏ cặp, đỏ cặp nha. Đỏ cặp, xanh cặp, đen cặp, đỏ cặp, cam cặp. Cam cặp, cam cặp nữa nha cả nhà. Cam cặp. Rồi vàng cặp, vàng cặp, vàng cặp nha. Hàng 3D của Tông Thần Cặp. Còn cái nào nữa? Xanh của ban cặp. Rồi hết. Hết mèo. Đi có hàng. Cái này có cặp hả? Cái này cặp hả? 596, 5565 nè. 5969 mẹ em xả. 5565 nè. 5565 nè. Phải đẹp không? Này hàng của cái thương hiệu này hàng đẹp lắm. Giá 5565 chán cặp nha. 5565 chán cặp. 5565 chán cặp. 5565 xanh hàng rớt đanh nha. 5565 xanh cặp. Rồi vàng cặp, vàng cặp nha. 5565 vàng cặp nha. Rồi chán đen cặp ha. Hàng Lido nha. Đen cặp 5969 nha. 5969 Lido cặp nha. Đen cặp, Lido đen cặp nha. Lido đen cặp. Cái quần nó như thế này nha cả nhà. Quần đây tát qua một bên như thế này đây. Đó tát như thế này nha. Rồi quần có hai cái túi. Rồi áo là chữ này. Yên đằng trước vòng ra đằng sau nha. Đằng trước như thế này cái, đó cái móc này ra đằng sau nha. Rồi đen cặp, đen cặp, tráng cặp, tráng cặp nha. Xanh nhí 5969. Đỏ nhí luôn. Đỏ nhí nha cả nhà. 5969 đỏ nhí. Đỏ nhí nha. Đỏ nhí 5969. Đỏ nhí. Ui giời ơi. 5969 nha. Cái này là đỏ nhí. Rồi tiếp tục hàng của Cherry. Còn vài ri em xả luôn 59k. Cherry màu vàng nha. 59 hàng Cherry, thương hiệu Cherry nha cả nhà. Vải đẹp xịn sò luôn. Cái này là ngố nha. 59k nha. 59k vàng nhí. 59k đỏ nhí. Cái này nhí hẹp. Màu sữa nhí nha. Màu sữa quần như thế này, sữa nhí. Rồi một núi, rồi một núi trước mặt rồi mà chưa ai lấy gì hết. Trắng nhí luôn nha, trắng nhí. Cái này trắng cặp hả? Trắng cặp 5565. Trắng cặp 5565. Tiếp tục. Màu bò cặp hả em? Màu bò nhí luôn. Mỗi thứ còn có một ri à. Màu xanh nhí 59k. Rồi hết. Rồi sao in như thế này. Rồi xong rồi. Các chị lấy cái gì đây? Áo khoác nha. Rồi áo này xả luôn. 2939. 2939 nha. 29 màu đỏ, 29 màu vàng. 2939 nha. 29 màu đỏ, 29 vàng nha. 29 vàng phối xanh đen, đỏ phối xanh đen. 29 hết nha.
2939 cặp nha. Áo này chữ lát chữ này, áo này giá 39k nha. 39k size SML 39 nha, màu hồng. SML màu hồng 39 nha. Áo có nón cô gái này cũng 39k, có nón cô gái như thế này cũng 39k nha. 39k nha, có nón 39k. Màu trắng, màu trắng này cũng 39 nha, 39k. Trắng thỏ 39, trắng thỏ 39k. Tiếp tục, cái này 3545, hàng của thương hiệu này này cả nhà. Đó, hàng thương hiệu cao cấp á. In tràng vải bao vải cô Tâm là một bao xịn nha, vải đẹp lắm nha cả nhà, giá chỉ có 39k thôi. 39k thôi nha cả nhà. 39k thôi. Có ai thấy bốn người xem mà không ai lấy cái gì hả? Sao cả nhà im lặng thế? Tiếp tục. Cherry 39 màu hồng láp nha. Giá 39k nha. Màu hồng láp giá 39 nha. CSML. Con mèo 35k size đại nha. Size đại con mèo có bèo và thun. Đây là thun gì ta? Thun lạnh nha. Thun lạnh mà vải đẹp lắm, hàng làm thun lạnh cao cấp á. Màu vàng giá 39 35k size đại. Màu xanh size đại 35 nha, xanh đại 35. Rồi. Tiếp tục, bộ này quần dài. Quần dài nha. Quần dài tay ngắn hình như người mẫu này nha. Giá 89k. 89k nha. 89k. 89k nha cả nhà, 89k màu ruốc. Màu ruốc. Bộ này thì mình tính chưa? Bộ này giá chỉ có 25k thôi. 25k nha cả nhà. 25k màu sữa. 25k màu sữa nha. Màu sữa 25k, sữa 25k. Màu xanh 25. Màu xanh 25, màu sen 25, tổng cộng có 3 màu nha. 25.000 một bộ thôi nha cả nhà. 25.000 thôi. Pyjama lụa chỉ có 25.000 một bộ thôi nha. View cao vậy mà không có người lấy nữa. Im lặng. Im lặng hết luôn. Địch vô coi làm đó. Địch vô coi làm đó. Hả? Địch. Về nói mẹ. Cái này xả luôn nè mấy chị. Hết khác nội rồi. 4959 nhí 49k đại 59k. Nè quần có hai cái túi, hết khác nội rồi, nó nhỏ nhỏ thôi. Đó, nhí 49 đại 59 nha. Nhí 49 đại 59 màu vàng. Màu vàng nha. Để nói mẹ cười đó. Màu đỏ 4959 nha, phun lạnh nha. Phun đẹp lắm nha cả nhà. Hàng của Suka Kit là hàng vải đẹp chứ không phải vải xấu nha. Suka Kit là hàng vải đẹp nha. Màu đỏ. Màu sữa. Màu sữa cặp nha. Rồi tiếp tục, màu xanh riêu cặp. Đưa cái bộ được. Dạ vợ lại đi. Thì lẫn cỏ đó. Màu vàng nha. Trời ơi, cái bộ đồ màu vàng nó đẹp này cả nhà ơi. Màu vàng nha, màu vàng nhí nha, giá 65k nha. 65k màu vàng nhí da cá Yoko nha cả nhà. Da cá Yoko giá 65k nha. 65k nha, 65k vàng nhí nha. 65k vàng nhí. Rồi tiếp tục em ơi, xanh 65k vàng nhí nha. Mình like xuống trà. Đi vô like đi. Vô like gì nè. Có ai lấy gì không? Ới em tiếng nào. Thích cái gì? Thích cái gì nói em. Khăn cổ quá bèo. Cái đầm này 52 hả? Đầm 52k màu trắng. 52k màu trắng nha. 52k màu trắng. Rồi tiếp tục. 52k màu hồng. Hồng 52 nha. Thì hồng gọt của vô đang con người mau đi ra trái. Chơi em xịt một xong. Màu phấn 52 nha. Rút cũng 52 luôn, size đại nha cả nhà. À lên lấy cái đầm công chúa lên bé. Đi đi.
Một chỗ hả? Ừ, đưa đây. Còn có một màu nữa đây. Để cho con lắc cái đâu. Đẹp đi mà lắc cái đâu. Xây này là xây gì? Xây 30 hả? Đầm công chúa nha. Màu ruốc xây 30. Đẹp ngất ngay cả nhà ơi. Đầm công chúa xây 30. 30 nha cả nhà. Giá 75k. Trời ơi đẹp lắm cả nhà ơi. Đầm công chúa xây 30. Giá 75k nha. 75k xây 30 nha. Xây 30 giá chỉ có 75k thôi nha cả nhà. Đầm công chúa 2 lớp nha. Phòng như thế này nha cả nhà. Giá 75k. 75k nha cả nhà. 3 lớp nha, đầm 3 lớp nha. Một lớp trong này, lớp lụa ngoài nha. Một lớp catalog ở trong, một lớp primer, một lớp lưới đầm 3 lớp, giá chỉ có 75k thôi. 75k nha, size 30 xả luôn 69k đi. 69k. 69k nha. 69k nha cả nhà, tin được không? Giá chỉ có 69k thôi nha. 69k size 30 nha. 69k size 30 nha. Còn một màu duy nhất giá 69k nha. Giá 69k nha cả nhà. Yoko nha cả nhà. Các nhà thấy cái chữ Yoko này không? Có trắng không? Cái này là màu nu chị, không có phải màu trắng chị. Cái này là màu nu. Em không có màu trắng. Màu nu đẹp hơn màu trắng đó chị. Màu nu này sang lắm chị ơi. Màu nu này cực kỳ sang nha chị. Màu nu này cực kỳ sang nha chị. Màu nu này đẹp lắm á. Giá chỉ có 69k. Hàng này là bán tới 50 mấy k hay sao á. À, 8 mấy k hay sao á. Giờ xả còn có 6 mấy nha. Trời ơi, đẹp vậy mà. Ờ đẹp vậy mà không ai lấy, buồn quá à. Buồn quá à. Ủa cái này nó có nón luôn hả em? Dạ. Ủa có một ri thôi hả? Yoko tiếp tục là Yoko hot đi. Yoko này có nón luôn nha cả nhà. Có nón luôn. Giá 69k. 69k nha cả nhà. Trời ơi cái tay nó phối này cả nhà. Hàng mà may kiểu phối như thế này là chỉ có hàng cao cấp thôi. Đó tay phối như thế này nha. Tay phối như thế này. Đó. Của áo có hai cái túi. Áo có hai cái túi. Đó thiêu. Thiêu nha. Đó cái này là in nha. Trời ơi một bộ đồ mà lắm chi tiết luôn. Chi tiết quá nhiều luôn cả nhà. Eo vì thiêu luôn nha. Cùng phối nha. Bò. Rồi. Xay nhí giá 69k. Màu xanh. Nón. Nón nha. Các chị chốt nón 69k xay nhí nha. Xay nhí nón 69k. 69k xay nhí nón 69 nha. Nhí nón 69k nha. Nhí nón 69k. Nhí nón 69 nha. Nhí nón 69k. Nhí nón 69k nha. Trời, cái đi hàng nó đẹp vậy mà sao không ai lấy làm sao ta? Cái này bao nhiêu vậy bé? Nãy thì bán 65 hả? 65k. Áo khoác nha. Áo khoác dù đẹp lắm cả nhà ơi. Bán cái giá mà bao yêu thương, bao xịn sò luôn á. Giá 65 nhí 75 đại. 65 nhí 75 đại thôi nha. Giá cực kỳ yêu thương nha. Màu khói 65-75. Tiếp tục màu trắng 65-75. Trắng 65-75 nha. Rồi. Màu vàng. Cái áo size lớn là cỡ như em mặc vừa luôn, size đại của nó. Màu vàng bò nha, 65-75 nha. Vàng bò 65-75 nha. Vàng bò 65-75. Màu xanh. Màu xanh 65-75 nha. Cái hình in ngoài này nó như thế này nha cả nhà đó. Nó như thế này nha, 65-75 nha. 65-75. Cái mã áo khoác này hàng Quảng Châu giá chỉ có 49k thôi. 49k nha. 49k. 49k nha. 49k. Gấu xanh đen. Gấu xanh đen mã 1. Rồi. Gấu đen là thế nè. Màu xanh lá 49k nha. Vải này đẹp, bao đẹp, bao xịn sò nha. Ở phía ngoài là có túi này nha. Có túi xích tùm tan lũng tảng nha. Rồi xám trơn giá 49k. Tiếp tục mã này đi. Mã này 69 hả bé?
69k nha. Hàng này cực kỳ đẹp mà xây nhí thôi, nó thật sự sao mà em có xây nhí không, em buồn ghê luôn á. Em tìm cái xây cồ không ra, xây đại không ra. Giá 69k nha. 69k màu cá màu sữa nha, 69k. Hàng của Bảo Thi Kích nha, 69k. 69k nha cả nhà, 69k sữa. Quần nó đẹp lắm, vải thun của Tâm Chính Phẩm xịn sò. Vải thun của Tâm Chính Phẩm nha. Đó, phối như thế này, đằng sau phối như thế này, giá 69k. Màu sữa. Màu cam. Màu cam nha, cam 69 nha, cam 69. Rồi, màu hồng phấn. Màu hồng phấn nha. Màu hồng phấn. Rồi em có 3 màu như vậy nha cả nhà, 3 màu như vậy. Trời ơi. 9k. Đưa cái áo cổ lên nha. Áo cycle. Áo cycle nha, giá 49.000. Hàng này hàng công ty đẹp nha, giá chỉ có 49.000 thôi nha. 49.000 cycle nha, cô đỏ 49. Cô đỏ 49k nha. Cô trắng 49 nha. Cô trắng 49k. 49k cô trắng nha. Cả nhà ơi, có ai đang xem like không? Để em nói em bán nào. Không ai xem em xuống em đi về nào. Về thôi. Màu đen 49k nha. Đen 49. Đen 49 nha. Rồi được tiếp tục cái hàng này lên luôn nha. Đây này, đen cặp hàng Rooney nha, đen cặp. Giá xả luôn cho mấy chị nha, còn vài ri nữa thôi. Vài ri bị bom đăng. Bị bom. 5565. 5565 đen cặp. Hàng này đẹp lắm, 3D đẹp lắm cả nhà, đen cặp. Các chị lấy đi đừng ngại ngùng gì. 5969 luôn chứ mà bán có 5565 à. 6272 à. Rồi, trắng cặp 5969. 5969 chứ. Nhí xanh. Rồi, vàng cặp. Trời ơi, vàng cặp hết rồi. Trời, cái đầm này bao nhiêu vậy bé? Cái đầm này 5565 nha, cặp nha, đầm đỏ. Maxi nha cả nhà, maxi nha. Cái dây là cầu kim cổ nha. Trời ơi, cái đầm này mà chồng chị thấy bán được mấy cặp hề? 4-5 cặp. 3 cặp hả? Trời ơi. Đẹp quá. Đầm cặp nha, giá 5565 nha. 5565 nha. 5565. 5565 đỏ cặp nha, đầm maxi nha, cái cổ nó trên trên như thế này nha cả nhà. Đó. Cổ nó như thế này nè. Cổ như thế này nha. 49 5565 đỏ cặp. Hoa cặp. Hoa hồng. Hoa như thế này. Đầm maxi á. Đó. Ở đằng sau cột như thế này đó. Cột như thế này nha. 5565. Hoa hả? Ờ. Áo Adidas. Adidas màu đỏ cặp, in chàm nha, áo in chàm. Áo in chàm đỏ cặp nha. Đỏ cặp giá 35k nhí, 45k đại cặp. Tím cặp. Tím cặp. Xanh coban cặp. Trời. Cam cặp. Xanh lá cặp. Rồi tiếp tục. Em đi mấy vòng, em đi cả ngày cũng hết mẫu nhà em cả nhà. Em mới thật ra bây giờ em hết nói nổi rồi. Màu đỏ nha, đỏ size đại. Đỏ size đại size 8-12 nha. Đỏ đại 8-12 nha. Có mấy chị cho chấm chấm mà mấy chị không nói năng gì. 8-12 nha, 8-12 giá 67k. Size đại nha. Cái này là size đại nha, size này size nhỏ nhất nha. 82 giá 67k. 67k nha. 67k. Màu đỏ. Size đại nha, size đại màu vàng, đại vàng nha, đại màu vàng, đại vàng.
Đại vàng 67k. Đại vàng, đại vàng 67k, đại vàng. Tiếp tục, đại cam, đại sữa. 67 nha, đại sữa. Đại sữa nha, 67k. Đại sữa. Đại sữa 67 nha. Đại sữa 67k. Tiếp tục, đại hồng. Đại hồng 67. Xay đại nha, xay 82 nha. À, đại tím. Đại màu tím nha. Đại tím 67. Trời, có ai đang xem like không trời? Trời, cái file này hình như người ta coi thôi chứ người ta không có lái hết bè. Không biết ai coi mình nhiều dữ rồi trời, không lấy nhìn tôi thì thôi. À. Màu hồng đại nha. Màu hồng đại 67k. Không biết ai coi mình nữa ta. Đẹp quá lắm đó. Cái này giá bao nhiêu vậy bé? 39. Áo cổ trụ Mickey. Áo cổ trụ Mickey nha. Vải đẹp lắm cả nhà ơi. Vải đẹp lắm. Cả nhà ơi, em thấy 4-5 người coi. Ai đang coi cho em chấm chấm. Em biết người coi em like cái nè. Coi em like, coi mua hàng hay là coi mình nhìn em để nói em nói chuyện thôi nè. Hay là như thế nào nè. Chấm 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 lên em coi thử nè. Cứ ngồi coi 4-5 người mà không ai chốt hàng, không lẽ em nói khàn cổ họng như thế này rồi không ai lấy hay sao? À, nói nghe thử. Rồi chào chị Kim Thanh, chào chị Khánh Hiền. Rồi còn cái file bên này nữa, cái file một cái file một cái điện thoại bên này nữa, em thấy tới 5 người xem lặng. 5 người xem em lặng mà em không biết ai xem hết. Xem em để làm gì nè, lấy hàng em hay là nhìn em thôi. Trời ơi. Nói em có động lực em like cái nè. Tiếp tục nha. Áo cổ trụ, hàng của Gookit. Hàng này vải cực kỳ đẹp nha. Vải đẹp lắm cả nhà ơi. Giá chỉ có 39k thôi. Cổ trụ, nhìn em. Trời ơi, cái mặt em nó mụn lắm chị. Cảm ơn chị. Giá chị có 39k. Em thấy em like nửa tiếng rồi mà không ai chốt hàng hết, mà tới 7 người xem. Bên này 2 người, bên kia 5 người là 7 người. Mà em cũng không biết người nào hết. Chuột, áo cổ trụ ngang, size đại. Áo cổ trụ size đại, size 9-14. Size 9-14 nha. Hàng này là hàng cô tông nha, cô tông xịn sò nha cả nhà. Hàng này hàng cao cấp chứ không phải hàng thường nha. Hàng thun cao cấp sớ gỗ nha. Thun cô tông sớ gỗ, vải rất là cao cấp và xịn sò nha. Vải cao cấp xịn sò nha. Giá chỉ có 39k thôi. Cổ trụ size đại. Và đầm trên kia hết rồi chị. Đầm trên kia là cái đầm mà dạng như còn một hai cái em treo lên vậy đó chị, chứ không còn nữa nha. Cái này áo cổ trụ giá 39k xay đại mới tiện, mấy chị tin không? 39k xay đại mấy chị. Hả? Rẻ lắm mấy chị lấy thử mỗi màu một ri đi, không một mẫu một ri cũng được. Vàng. Cam đất, cái màu này là màu cam đất nha, màu cam đất đẹp lắm các chị, tươi đó. Cổ trụ 1 nút, 2 nút, 3 nút giá chỉ có 39k thôi, xay đại. Cổ trụ tay bo vải dệt mà có 39k thôi nha. Rồi thứ hai màu đậu. Đậu giá chỉ có 39k thôi nha. Đậu 39k có bộ cô tông dài đại không chị? Cô tông dài đại hết rồi gái ơi. Cô tông dài đại hết rồi. 39k nha. Cổ trụ màu xanh nha, 39k nha. Trời ơi, cô tông dài đại còn không em? Con nghĩ nha, thôi chị nghĩ đó không? Dơ dài dài chị đâu đó. Còn, cái này xay nhí hả em? Dạ. Cái này là dây kéo nha cả nhà. Dây kéo nha. Giá 35k xay nhí cả nhà lấy đi. Nó thật, áo cổ trụ mà giá 35 là cực kỳ rẻ, cực kỳ bèo luôn. Cái đầm thôi. Cái này cái đầm hả? Ừ. Cái này là cái đầm. Cái đầm 35k luôn. 35k cái đầm của em bé. Cái này là đi cặp trai gái nha cả nhà. Đi cặp trai gái.
đi cặp trai gái là áo bé đầm đầm bé áo bé trai đầm bé gái áo bé trai đây 35k nhí, 35k nhí, cái này nhí hồng em. Rồi cặp nha, đỏ cặp, vàng cặp, đầm cặp, đầm có hai màu đỏ vàng đó. Cái áo này giá 29k nhí, 29k nhí. Áo này 17k, 17k mã 1. 10 cái này 35k nha. Trời ơi, cái áo 35k đẹp lắm cả nhà ơi. Em mới thật luôn á. Cái bao này bao dẹp nha cả nhà. Ừ, 35k em mới thật rẻ lắm mấy chị ơi. Yên trước yên sau. Yên tùm lum hết mà giá chỉ có 35k mấy chị có tin nổi không? 35k thôi, 35k đậu. 35k màu đỏ nha, đỏ 35k, còn mấy màu, còn có vài ri thôi hả bên. Vài ri em xả 35k là cả nhà ơi, cả nhà lấy đi cả nhà ơi. Áo trụ 35. À. Màu xanh 35 cặp, 35 45. Rồi, hết rồi đó. Trời ơi, em không biết cái vải này sao mà đẹp dữ gì trời. Nó đẹp lắm cả nhà. Để cái chị nào chị lại lấy xong rồi á là nè, đẹp lắm luôn á. Đẹp cực kỳ đẹp luôn nha. Đẹp lắm luôn. Giá 2939k. Trời ơi, cái giá mà em không tin được luôn á. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu xanh. Rồi các chị 10 giờ rồi, em đi về đây. Chào mấy chị nha, chúc mấy chị cả nhà ngủ ngon nha. Cảm ơn các chị đã tin tưởng em và ủng hộ em nha.